Quá xót xa, hai cha con ra đi một lượt vì sự cố điện ngoài ruộng. Sự việc này xảy ra tại Tân Long, Thanh Bình, Đồng Tháp. Và câu chuyện như thế nào, quan mời quý cô chú anh chị nghe người vợ kể lại. Câu chuyện thì xảy ra câu chuyện này. Dạ, giống như một cái lời chối ha. Ở tranh chối với bạn đó chứ không tranh chối nhà. Sự việc là xảy ra nghe nói là chiều hôm qua phải không chị? Chiều hôm qua, 5 giờ chiều hôm qua. Em cũng có nghe nói là ngày hôm qua là buổi sáng cũng có nấu cơm cúng ai trong gia đình phải không chị? Dạ, ông ba chồng. À. Cha gỗ của vậy là buổi sáng nấu cơm cúng chánh. Dạ. Buổi chiều là xảy ra sự việc luôn ha. Dạ. À, dạ. Rồi thường hàng ngày là gia đình mình có làm công việc gì làm thuê thuê hay gì? Có đắp cát ruộng rẫy gì không? Không. Mướn đất rồi mà không mà. Bây giờ là ông mắc rồi nghỉ mướn đất. Rồi đứa con lớn của chị là có còn đi học không? Dạ, còn đang đi học lớp 10. Vậy là anh với chị để làm là lo cho hai đứa con. Dạ. Bây giờ xảy ra câu chuyện này rồi, hết chuyện hết mặn gì rồi bụng hết. Còn gì nữa đâu. Tự nhiên nói em ơi điện không tránh mà đi dịch. Cầm cái dây chì quẹo cái đầu. Mấy ngày trước có nói gì không chị? Không, không có nói gì chứ. Cũng bình thường vậy ha? Không, bình thường. Chỉ có thằng nhỏ là nó nói với bạn đó thôi. Chỉ có chỉ thằng nhỏ nó nói với bạn đó thôi. Bữa trước còn miệng mẹ nói chị ơi, tiêu nó ra là thứ hai nó ra đi chữa chị mắt đó. Chị ruột nó. Chị xuống đây với chị. Đi thứ bảy, thứ sáu, tối thứ sáu nó điện cho em chị nè. Mà nói chị xích cái mày. Nó đánh vỗ là gọi ba không, nó biết. Nhớ không nhớ. Rồi nó nói không ấy con mắt làm sao rồi. Nói, chị cái đây nè. Nói tới trước chị. Con mắt của em vậy mà mờ vậy đó. Yeah. Lâu lắm rồi, nó bị lâu rồi mà. Có tiền cho nó chữa trị mắt. Rồi nói thôi năm nay chị mà ăn cũng đỡ, mấy thì cưng nghỉ ngày ngày đi lên đi chị cho tiền đi thắp mắt. Thì nó nói chị làm đêm mới làm ngày, nó chị làm đêm. Chị làm đêm mà ban ngày nằm đóng chở em đi. Thì nó nói thứ hai và thứ ba em nghỉ em lên với chị. Thì mới nói buổi tối đó là sáng chiều là nghe tin nó hết hồn đi về luôn. Rồi hôm qua giờ hai áo quan này mà áo quan mình mua dịch vụ hay là từ thiện á chị? Mua con trong cái không đài luôn là mấy triệu. Hai cái. Là người ta tặng liệm chứ đem đi động quan luôn ha. Dạ. Này nếu mình chôn mất nhà hay gì chị? Mất nhà. Mất nhà ha. Tặng nội nắng á. Ngoài sao hay gì chị? Ngoài sao? Từ cái chỗ nhà mình đi đến cái hiện trường mới nơi mà xảy ra sự việc đó xa không chị? Dạ mình thấy nè. À. Đi ra sau nhà. Ở ngoài sau hè ha chị. Dạ. Yeah. Trước khi mà cháu đi ra ngoài hè bắt ốc một mình ên đó là có báo với chị là nó bữa nay thèm ốc hay là cái gì không? Không có nói gì chưa. Tự nhiên đi học về lột quần áo ra, mẹ con đi bên bắt cua nha. La nó mà nó không có tâm đồng mà nó chạy. Ta? Mà đó giờ cháu ở hôm nào bắt chị ha? Không. Nói là nó đi nó cháu không có đi. Bạn nói mà không có đi. Nói la rồi nó không đi. Chiến này la rồi nó không chạy đi luôn. Chắc tới rồi. Thiến không biết sao nữa. Có điện. Chứ đi học tự nhiên nói với bạn vậy. Bởi vì tự nhiên đi học. Bởi bạn sáng nay bạn nó đi ra nói vậy đó mới biết đó. Nó nói bạn nó nói mấy bạn gặp tôi bữa nay lần này chứ vài bữa mấy bạn không gặp tôi nữa đâu. Đến nay mấy bạn nó tưởng đâu mà nghỉ vài bữa. Ai ngờ đâu mới nói ngày qua bữa nay là vậy đó. Xót xa hả? Rồi qua cái tang lễ chuẩn bị cho hai cha con á thì cái gia đình mình khó khăn gì không chị? Tại vì cũng có người nhờ mấy em nói gia đình khó khăn là khó khăn như thế nào chị? Không, không như vậy thì cũng vậy đó. Chị cho em hỏi hiện tại là hai cái áo quan đó là mình bỏ tiền túi cái mình mua hay là có mượn dây hay là cũng nhờ bà con giúp gì không chị? Bà con giúp không mà chứ đâu mà bỏ tiền. Dạ. Nói chung là bà con gom lại mua hai cái áo, hai cái hòm đó. Vậy là bà con hùng lại mua ha. Dạ. Thường hàng ngày đó là anh với chị làm cái công việc làm thuê mà làm gì? Chồng em đi dây dít đất, ai kêu gì mặn nấy. À là công việc tự do ha. Dạ. Như thu nhập sao chị, thu nhập có ổn không? Thu
nhập cũng đỡ đủ sống qua ngày. Dư thì không dư mà thiếu thì không thiếu ha, đủ sống dạ, ha. Dạ. Còn chị có làm gì thêm không? Có đi mặn mớ, nhà mặn cho chồng trọt vậy đó. Vậy là nói chung là hai vợ chồng là đều làm thuê làm mướn ha. Dạ. Nuôi hai con đi học. Dạ. Cháu học giỏi không chị? Cũng được. Cái ngôi nhà này cất lâu chưa chị? Cất cũng mấy năm mà. Nhà sàn á. Nhà sàn. Trên toàn. Này bạn bè của bé trai nãy cũng có vô hả chị? Có vô chưa? Vô chắc sáng rồi. Vô sáng ha. Dạ. Mời nó ra nó kêu tiễn bạn ra nữa. Mai mấy giờ mình mới hạ nguyệt chị? 9 giờ mời. 9 giờ sáng ngày mai. Rồi hai cha con ra đi rồi chị sẽ trả đắc lễ. Dạ, nếu mà không muốn nữa. Dạ. Rồi chị mai mốt dự tính mình làm cái gì còn lại một người con. Không biết mặn gì chắc đi mặn mướn ăn nữa chứ mình làm sao giờ mặn gãy sao nổi nữa mà gãy. Rồi người con thứ hai bao nhiêu tuổi rồi chị? 15 tuổi. Phải cháu nặng không? Không, nó trong bụng nó đuối lắm rồi, chắc này nó đuối lắm. Rồi. Đuối lắm mình à, mặn gãy là mình mặn cái gì á chị? Trồng gì? À, trồng cải rồi đó ha. Trồng rau cải rồi cho người ta. Ai làm. Kêu gì mà ăn thấy chứ không biết gì nói được. Làm thôi ha, ai thôi gì làm đấy thôi. Dạ. Sự ra đi mất mát rất là đau thương. Và đám giỗ của ông ba mới vừa đó rồi xong qua bữa sau cái như là hai cha con này. Cái giờ luôn á. Ngày luôn. Buổi sáng buổi chiều sẽ ra ba chồng. Vậy buổi sáng là đám giỗ ba chồng. Của ba anh ha. Buổi sáng là đám giỗ của ông già của anh. Ông già của anh. Con. Là cùng ngày luôn rồi. Cùng ngày. Không sao rồi cùng ngày luôn. À, lúc trước mà khi mà trước đây á thì anh có nói về cái vấn đề và bàn tính một cái công việc gì đó để mướn đất làm không chị? Lê Ngọc Phước. Thì nói cũng như thường ngày vậy đó, không có nói gì hết. Anh nhiêu tuổi? Nói như thường ngày thôi. 44 tuổi. À, Hưởng Thọ 44 tuổi. Hưởng Dương chứ. Dương. Con là Lê Quốc Việt. Chỉ có cháu là chỉ nhắn nhủ với bạn bè là cái điềm giống như điềm chăn cháu vậy thôi ha. Dạ. Còn anh thì không có nói gì ha. Không có nói gì chứ. Mấy ngày trước mình cũng anh cũng đi làm bình thường hết chị. Bình thường. Cái này tại con bị trước rồi cha mới ra cứu mình phải không? Dạ. Mà may mắn là chị nè, chị cũng thoát nè. Không mà cái đó ổng ra sao mà ổng vậy đó, chứ tôi là tôi đi trước. Lúc đó là chị chạm vô cơ thể cháu luôn hả? Chạm vô giò con luôn mà. Mà mình sắp đó hai cái giò nó tê rồi. Tê phải phóng ra ngoài liền. Phóng ra ngoài kìa, ấm chạy tới ông nói em ơi điện thì thôi đi chụp cái cọng dây chì quen cái đầu nó trời ơi cấp đến tôi với người khùng rồi trời ơi chồng tôi cấp điện cấp từ nhau đi sao gì mà chụp cho cọng dây chì đi trời thì phản ứng mà phản ứng đấy lúc đó mà nếu mà mình phải mà lấy cái áo cây khô lấy cái áo hoặc là cây khô kéo ra mất bình tĩnh rồi phản ứng em ơi điện á mà còn ghê thì chụp tức là sợ chị bị heo ha là chụp vô bắt đầu là biết rồi và la cái phản ứng thấy con mình vậy nè nhưng mà chị rất bình tĩnh lúc đó chị thấy tê là chị nhảy ra rồi dạ lúc đó mà mình đi trước đó mà là lúc mà xảy ra cái sự việc đó là vào lúc đó là ai là người mà cho gia đình mình hay hả chị? Bạn của nó đi bắt chung á. À. Bạn nó đi mặt đi chặn hai đứa đi chung á. Đi bắt ốc. Rồi nhà bạn nó gần đây không chị? Gần nó ngoài này nè. Sớm gì nó có lại đây hả? Không biết mình nó. Và lúc đó là hai cháu đi bắt hả chị? Nói với bạn đó à. Hai đứa. Rồi lúc đó là trong cái thùng hay gì là bắt được con cua con ốc nào chưa? Không có. Chưa gì có chân. Luôn hả? Dạ. Vậy là mới ra thôi. Mới ra thôi là vậy đó. Đã thôi nói thì là đi học về vừa ra thì vừa hỏi quay lên nhìn khe vô liền kêu nói vậy. Vậy là mới đó, mới ra. Mới đó là gần đó không chị chứ. Đó là bắt ốc, ốc gì chị? Ốc đắng cua rồi đó. Nói chung ra này nó muốn nó ham vui đó chứ. Đi, đó. Đi bắt điện gì đem về nấu ăn chứ gì, nếp mỡ. Rồi người ham có ăn, nó bắt gì nó chơi, nó ham vui. Dạ. Đi bắt đi chơi đó, đi với bạn bè đó. Chị nhớ hôm qua là lúc mà xảy ra sự việc như vậy là lúc mấy giờ?
5 giờ chiều. Mà nó dướng vô cộng dây điện ha. Hay là cái cộng dây điện đó là sao chị, nó bị gãy hay sao? Không có biết nguyên do là sao. Thì đó, nói con tôi bị điện giật thì thôi chứ tôi đâu biết được cái vụ đó. À. Anh có cháu Kiệt hôm qua giờ là giống như là cái tinh thần xuống ở trong buồn không hả chị? Không, nó mới vô nằm thôi. Mới vô. Mệt dạ. Mỏi ha. Ừ. Mệt mỏi nữa. Mệt quá giờ nó lo nằm không nằm nổi nữa. Mẹ coi nó cái ấy chưa đi vô thì ngồi. Đây nè. Cái áo đen là mẹ của bà ngoại ha, vậy là mẹ của chị. Bác xuống trò chuyện chút xíu được không bác? Dạ, đâu có gì đâu, ngoại xuống ngồi đi. Chới ngoại đi. Dạ chị ơi, thì thấy được cái sự ra đi của hai cha con của nhà chị đó rất là xót thương luôn. Thì hoàn cảnh cũng hơi khó, thì em cũng có một ít quỹ thiện nguyện của bác Mạnh Thường Quân xin gửi chị 1.500.000 từ tấm lòng của chị Phương Dung ở nước Úc 500.000, một em gái giấu tên ở Mỹ 500.000, thứ ba là của chị Quỳnh Mai Ngọc 500.000, gửi chị 1.500.000 hỗ trợ nha chị. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn mấy chị mà. Rồi thì bữa nay thì em tới đây cũng chia buồn cùng gia đình của chị ha. Thì em gửi cho chị 2 triệu là chị ăn chặn ở bên Mỹ 1 triệu với chị VPN ở bên Mỹ 1 triệu. Để em gửi cho chị 2 triệu để lo đám ha, lo đám hai cha con ha. Dạ cảm ơn. Để còn em Hải gửi nữa chị. Rồi thì hôm nay được biết gia đình mình hoàn cảnh khó khăn thì em cũng xin trích cái số tiền quỹ của chị Duyên ở bên tiểu bang Cali của Mỹ á, gửi cho gia đình mình hỗ trợ là 5 triệu đồng với cái lời nhắn là chia buồn cùng với gia đình. Dạ thì em gửi 5 triệu tiền của chị Duyên nha. Dạ. Dạ cảm ơn chị Duyên. Dạ. Chị kiếm tiền em. Dạ. Rồi để thì em cũng biết gia đình mình khó khăn đó, có hai người thân đi gặp nạn đó. Thì em cũng trích tiền quỹ của chị Hoa Đinh ở bên Mỹ á, gửi tặng cho gia đình mình 2 triệu ha. Dạ. Dạ. Rồi, dạ. Từ đây cái hiện trường xa không chị? Dạ cũng gần. Gần hai chút mới có ai dắt tụi em ra đó không? Nghe coi thử chỗ. Dạ. Có cái chị gì đó, cái chị nào qua đi chung á? Chị nào? Kêu chị ba dẫn thôi. Kêu chị nào đó? Chị ba đi. Chút đi, chút đi. Chút nữa, chút hả? Để làm việc xong này ha. Vậy là mới 9 giờ mình làm mấy lễ động quan rồi vì hai cái quan đi đến để mà làm nơi an táng luôn ha chị. Dạ. Lúc mà đem bé lên nè dưới ảnh lên đó rồi thấy mình mấy nó có bị gì không chị? Đen ấy. Không bình thường mà con cái nó cháy. Không có gì hết trơn, bình thường. Có con cái hàng nhỏ nó bị cháy gì đó. Nó ra đúng ha, ra sặc máu không mũi. Tức đó. Dạ. Như là nó tức tối không gặp mặt mẹ. Thì lúc đó chị chạy ra nó còn ngon ngheo hay là nó im? Không có còn gì hết trơn á. Vậy là im ru rồi hả chị? Nó cứng đơ luôn. Lúc mà chị phát hiện là đã bị lâu chưa? Đã bị mà chạm điện lâu chưa? Nó có mấy phút rồi chứ không phải lâu. Rồi mới có mấy phút rồi ha. Điện mà, điện chạm áo. Cái lúc đó là chị lại đứng chạm vào áo của cháu luôn hay là đứng xa? Không có phải là chạm vào áo, chạm vào cái nấm dưới giò của cháu, nấm giò thôi. Giò. Mà cái giò của mình á bị điện giật. Giò của mình bị giật không ra ngoài. Tới cái thằng chồng của mình lại ra. Chị bình tĩnh đó. Chị bình tĩnh, chị nhảy ra liền á. Cái mạng của mình lớn chứ không phải là không có cho chị là biết cách xử lý đó. Lấy bình tĩnh đó. Đó là bình tĩnh đó. Dạ. Chồng của em giống như chồng nói của chị á, thì vô nắm vô cái cộng dây chì là cái đó dính cái tay mình là nó quýu vô đó luôn rồi. Dính vô luôn. Dạ. Cộng dây chì đó là cộng dây điện hay cộng dây chì chị? Cộng dây chì. Nhưng mà nó dẫn điện. Cộng dây chì nó dẫn điện, nó chạm điện. Nước nó ấy lên. Nước nó dẫn điện dính nước đó ha. Mà chị quay lại là chị gặp hắn là quéo liền. Gặp vậy hai con vậy là như là phụng la làng lên, kêu làm sớm tắt phước, tắt cầu dao. La làng như là không biết làm gì hết trơn. Mà lúc đó có la lên được có ai nghe liền không? Ai đâu nghe la vậy, chị ba của ảnh nó chạy ra, nó chị ba chạy vô nhà nó kêu rút cầu dao đi chị ba ơi. Chắc này em không biết gì hết trơn á. Cái lúc chạy vô tới nhà kêu cũng xong rồi.
thấy cốt là cái lúc mà anh có nói với chị một câu là em ơi điện, là lúc đó là anh vừa nói xong là anh quéo, anh không nói được nữa không? Không, lúc đó anh còn tỉnh bình thường mà ông quay lại chụp cái cây cọng dây chì. Là điện mới dẫn, tức là chị nói để cho chị đừng có tiếp xúc điện đó, mà ai dè cái tay ông chụp vô như chị luôn, vừa nói xong là chụp liền luôn, xôn gũi. Chị hôm nay nhiêu tuổi rồi? 43 rồi. Rồi ổng? Nhỏ hơn anh tuổi. 44. 44, 43, 44. Đứa bé là nhiêu tuổi chị? 14 tuổi rồi. 14 cha tuổi. Là Lê Hữu Phước, còn người con là Lê Quốc Thiện. Nhà có 4 người vậy. Bé ngày Hưởng đi học giỏi không chị? Cũng học chung chung. Chung chung phải không? Dạ. Thầy rồi lại tụng kinh chưa? Không. Không có tụng kinh hả? Không. Tụng kinh. Ở nhà, tự nhà là đọc kinh thôi. Tự nhà là đọc kinh. Dạ. Cũng như ra đọc kinh. Ở An Giang này là mình có người mất đó là đồng đạo lại cầu nguyện. Cầu nguyện đúng không? Dạ. Tự nhà là đọc thôi. Chị gom tiền ốc, đi qua đây nè cưng. Chị gom tiền chị chia sẻ tiền cho tụi em chụp tấm hình đó. Chị xè lên cao để lấy lấy đứng nè. Chị không biết. Vậy đi để cho người ta thấy rồi được rồi chị. Cả xin phúc vô đầu cái thiên ha, là người nhà mình lấy chị đậu tì đậu tì ha. Dạ. Còn mấy hàng ngày là anh với chị là đi trồng rau trồng cải bán ha, bằng mướn ta chứ không phải bán, làm thuê chứ không có làm chủ. Rồi bây giờ là ổng mắc gì rồi chị tính là làm gì ha, hay là mình chưa biết? Mặn mướn ai kêu mặn gì mặn nấy chứ biết mặn gì giờ. Làm lại nữa ha. Dạ, chứ mặn chị nhẹ thôi chứ mình chị nặng là không có mặn được. Anh chị lúc đó là mướn mấy công đất làm chị? Ba công mà, ba công hai công mà. Ba công đó là anh chị trồng, mình trồng rau. Trồng bắp, trồng này, trồng kia thôi chứ đâu mà. Ba công cũng không có nhiều. Ngày thường bé trai nó có tâm sự gì chị không? Nói chuyện nhiều không? Ít, cũng khi ít lắm. Ít hả? Rồi thôi chị nghỉ ngơi đi ha chị ha. Đó, đấy không quý cô chú anh chị, hai cha con bị mất vì điện nè. Đó. Thì do đứa con trai á là đi một cua bắt ốc á, là dính vô điện nên là như ra đi tại chỗ nha. Người cha thì cũng như là nóng lòng cứu con nên là cũng đến để mà cứu con, nhưng mà dính luôn chung hai cha con luôn nha. Bây giờ ra đi một lượt rồi. Đó. Đây là cái cáo phó nè quý cô chú anh chị. Nói ra đi bị điện là do là như thế nào mà ra đi. Đây. Chị có thường ngày không? Không, không biết sao tự nhiên vậy. Đi học về là ra đi. Chị ông Dương là 44 tuổi nha. Rồi anh Phước làm sao mà cũng bị luôn là sao? Đi chung hay sao? Cha là Lê Hữu Phước, con là Lê Quốc Việt. Quốc Việt. Việt, Quốc Việt. À, chị đi ra là thấy Phước ra đi rồi ha. À, Kiệt, anh Kiệt, em Kiệt là đi ha. Tức là Kiệt đi ra bắt cua trước. Cùng với một đứa bạn. Bạn. Dạ. Bạn đưa cho hay. Dạ. Rồi sau đó là chị là người thứ hai đi ra, là cho hay là chị đi ra là ra trước. À, ra trước. Giờ anh Kiệt anh có nói gì với chị không à? Không, không đi ra là nó cũng đơ rồi. À. Ra cũng đơ là mình nóng ruột, mình nắm giò con mình. À. Nắm giò con mình ai ngờ đâu. Giò mình cũng tê thì phóng ra liền. Tê luôn. Phóng ra liền. À. Rồi, giấc này thì mấy anh em đang ra hiện trường nha. Cái này thì ra hiện trường nơi anh Hữu Phước và cháu Quốc Kiệt là bị không may
do điện giật nha. Đó. Chỗ này là quý cô chú anh chị, do cháu đi bắt ốc á. Ngoài này đi ha. Rồi đâu sao ra được. Rồi điện dây chì này đó hả? Ấn như ta. Sao đâu? Đi được. Mình phải vì nghệ thuật mới được. Hỏi quý cô chú anh chị ơi, hiện trường ngoái kìa. Nói chung á, rồi à, chưa luôn rồi. Thì Quang sẽ ra tận cái nơi hiện trường đó quý cô chú anh chị. Nơi mà rồi hiện trường nơi dây điện này nè, dính dây điện này nè. Cuộn dây rồi, đừng hăng trường với cuộn dây vô gọi cho rồi. Dạ. Vậy là chỗ này đây hả chị? Ờ. Đâu chị chỉ à? Đó, cái đường trống trống đó. Đâu chị chỉ em chụp tấm hình cái. Đó, cái chỗ trống này nè, đó. Ờ, đó đấy ha. Ừ, cái đường dây điện nằm đó. Dạ. Dạ, 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 chụp giống cái dây kẽ này quá. Dây chì này nè. Vậy là cái dây dây chì đó là nó dướng dướng vô cái mua tưa đúng không chị? Cái cọng dây điện mua tưa nó nằm trong nhà, cái cọng dây điện nó lộn dưới á. Dạ. Dưới nước á. Mấy đường dây điện nó câu dưới âm thanh dưới á, âm được cái gì. Rồi cái không ngồi ngục nghỉ vậy nó đã ra mùa nước là cuộn tắt mà nó không cuộn. Rồi nó quên tắt vòi dao á. Trời ơi. Quên tắt vòi dao qua nó vô nó hoạt luôn, nó vô nó hoạt luôn mà tắt này nè. Nó có cua nè, chỗ này có cua nè. Ốc đây quá trời nè. Cua ốc này nè, mấy mé nè. Ở đây cua ốc nhiều lắm. Vậy là bắt cái máy xong rồi nè, máy kinh này nè. Nè, cái máy xong. Bên đây đừng nước khô nó còn khô. Tức là cái này là của gia đình mình mướn hay sao chị? Không phải, cái này của người ta. Của ta luôn ha. Bắt ốc mà. Cái nào là ngang qua chị hay chị chạy ra nữa đó ha. Chạy chung đó, ba chị em mà có ba chị em hay theo trước thôi. Ừ. Rồi chạy theo vậy đó, rồi mấy có xíu mới có người ta thúa ra gì nè. Có sao ốc nè. Khiêng vô qua khiêng vô đường này luôn. Vô đó, vậy đó, có người đó. Ờ. Nó qua té nha, nó người qua có té mấy cái. Chị té hả? Ờ, quá. Ờ, gấp quá chị chạy phải không? Chứ chị gấp. Chị gấp chị chạy đặng chị báo tin đó hả chị? Báo tin. Ghê nữa nè. Ghê nữa nhìn thấy cũng ghê. Cái dao đó mà không ai chích hết trơn. Trời ơi. Ôi ôi ôi. Té mẹ. Trời ơi, nó giải quyết đúng lắm. Vì nghệ thuật đi mấy anh em ơi. Bay qua. Bay nói không? Lỗi. Bay hết nổi rồi. Ừ trời con nè. Ê, dính cái dép lại. Nãy ta bỏ dép ra. Là lúc hôm qua mình chạy được ra luôn vậy chị. Đó, đó luôn em nó sáng qua được đi. Trời ơi. Ra muốn chết. Trời ơi chị. Lúc đó chị chạy ra chị sợ sao nhiều không? Không sợ đâu, nhưng còn không sợ điện điểm. Rồi. Chị nè, nè, hôm qua chân đây nè. Trời ơi con nè. Qua khiêng vô. Qua khiêng vô chân đây nè. Như sáng về công an ra đây nữa thôi vậy nè. Cái này lúc đó chồng cái gì chị? Nói chung ra thì tao giờ lắm hết. Ờ. Cái này là mùa nước ha. Một bốn con nhân dân mà có làm này. Ờ. Nó rất gì lắm. Nhà chị là cặp bên đúng không? Chị là sao dưới 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 anh Phước. Chị ruột luôn hả? Chị ruột là ờ. Tối về lắm dỗ cha. Trời ơi. Rồi chút người tính ngày nay đi mà giật viện này ngày mai mới đi luôn. Rồi sao đi đưa được? Là ngoài qua mà, qua cái này mới mới đi. Đi ha. Ngày mai cúng rồi đi quá, công chuyện làm. Mai 9 giờ chôn hả chị? 9 giờ chôn rồi chiều. Cách xa không? Chị về chỉ được đám dỗ mấy cặp này ha. Dỗ một năm lần đó. Trời ơi. Về đám dỗ này xong rồi đám ma luôn. Dạ. Ừ, 11.
đám chung luôn rồi. Hai cha con nằm đây. Để cho nằm đây đi hả? Đây nè, hai cha con rồi thấy tắc thở rồi mấy cái đem về nhà chứ có xe cứu tới chở đi. Lúc đó khi ra phát hiện có xe cứu không vậy? Có xe cứu gì? Có xe cứu mà không có kịp. Chắc không kịp quá hả? Nước không rồi chỗ đó. Rồi đó nước quá nước. Nước. Ngồi đây kia đông quá. Đây chị. Hỏi chuyện chị chút. Đây nè, có chỗ ngồi nè chị. Ngồi đây chị, ngồi xuống đi. Đây là chị gái của anh Phước nha. Khi mà hay tên gì chị? Chị ra. Loan. Chị Loan ha. Ngày hôm qua chị đó chạy ra mà tức mà mình la không được thôi. Khô cổ họng tại mấy bữa đầu khô cổ họng rồi. Mấy ngày trước chị có nằm trên bao thấy cái điềm gì không hay là sao? Không có nằm trên bao, có chị em về thì kể chuyện nó có nói cái niềm gì mình không nghĩ tới. Mà có nói gì không? Có như ăn uống rồi tối mỗi lần thì về có đám tiệc thì về thì nó vợ chồng nó ngủ trong. Bữa nay nó kéo nguyên góc vợ chồng nằm chung kể chuyện rồi chung hết. Tới 11 gần 11 giờ mới ngủ. Tự nhiên là ngủ chung hết luôn. Ngủ nằm dài vậy đó, kéo dài ra ba bốn cái mùng. Lúc trước thì không có ha. Không, lúc trước thì mình xuống rồi nó giam bụng trong vợ chồng nó ngủ làm mình này mình ngủ làm. Nhưng mà giờ sáng cái đầu kể chuyện nghe đầu đó thì nó nói tôi thì tôi chính thống tới 99 tuổi. Mà nhưng mà tôi chết yểu. Chết yểu đó là bà chị ruột của nó trả lời nó, mày mà chết yểu cái gì mà mày sống 99 thì chết già chứ chết yểu gì thì có nhiêu đó. Nói sống 99 tuổi mà chết yểu dạng nó chơi đó ha. Nó chơi chị em giỡn đâu có biết gì đâu. Còn thằng cháu đi học thì nó cũng từ chối với bạn nó cứ nói tao hy lần này rồi từ mơ mốt không có gặp tao nữa đâu. Bạn bè nó từ sáng cũng kể cái này giống như một cái điềm gì đó trước đó chị, một cái điềm lớn quá số bạn nó rồi. Có nhiều đó đó. Cái thằng mà bạn mà đi bắt ốc chung á, thằng đó bạn học hay là bạn ở sớm? Bạn ở sớm này nè, sớm hè biết nhau. Sớm hè biết nhau rồi nó mới rủ đi xe học về rủ ở đó bạn chút đó. Thằng thường ngày cũng có dị hoài à, nhưng mà bữa nay xui nó mẹ xui nó mới bị vậy. Rồi nó ngay giờ không ai gì nhưng mình công an có vào cuộc rồi. Giờ mình để công an giải quyết. Cái này cũng như là một cái tai nạn thôi. Dạ. Không, cái này thì để công an kết luận với mình. Đúng rồi, thì giờ mình với lại này mình chỉ là để chia sẻ câu chuyện lại cái đó thôi, với hoàn cảnh thôi chứ mình đâu nói gì đâu. Sự việc vậy thôi, mất hai người vậy thôi chứ còn công an ta làm việc. Mình chỉ chia sẻ hoàn cảnh gia đình vậy thôi. Có gì đó thì có nhiều đó nhưng mà đau lòng thôi. Tự nhiên trong gia đình mất ngày hai người. Đúng rồi. Cái này là cái sự này là cái sự mất mát quá lớn đó chị. Tại tới hai người. Hai người rồi. Mà là hai cha con luôn nữa. Đúng rồi. Giờ còn có hai mẹ con á. Không may là đi về đám giỗ vui gia đình. Đúng rồi, 7 năm nay em mới về ra nó thiệt. Em 7 năm luôn rồi đó. Đám giỗ xong rồi đám. Đúng rồi, em chỉ gửi tiền cúng thôi. Năm nay em hơi khá ăn chút thì đủ ăn đủ xài. Em về đám ăn vui vẻ cha mẹ với mời dòng họ ăn chút. Mấy năm trước không có mời ai hết. Mấy năm trước tự nhiên là mời hết trơn mà bà con cô bác xuống điện luôn. Cũng như mà vòng vậy đó đời này mình lấy nó nay thôi năm nay chị về em mời ai mời đi cũng có cho nó hay nha. Nói hỏi chị có về không? Chị không về em điện nha, em nó gọn gọn chị bàn đủ anh chị em cúng ăn rồi. Cái nó hồi chị ba về thì về tới 6 giờ nói út ơi em anh năm thân năm Phật ơi em có điện mờ mấy cậu mấy gì thì mờ mấy năm nay không có mờ cậu gì cũng nói sao không mờ đám giỗ vậy đó. Nó nói thôi để em mờ thì nó điện nó mờ sáng nó mờ mấy gì là tới rồi ăn tới 1-2 giờ là giải tán hết trơn rồi ngủ dắt đó mà chiều xui khiến có năm giờ chuyện qua có năm giờ chuyện qua mới xảy ra cơ sở như vậy. Trong gia đình là anh Quắc là người con thứ mấy? Phước không quá. Anh Phước. Ở nhà tên Phước, có trong giấy tên Phước. Nhưng mà có hai trong gia đình thì chị em mà có 6 chị em ruột đó. Thì nó có hai thằng con. Nó thì có thằng dần con chết còn thằng. Thì có vậy thôi. Lớn là nhiêu tuổi rồi chị? Lớn chắc 16 tuổi học lớp 10 rồi. Còn nhỏ là mới 13 tuổi ha. Ca hát nhảy rồi. Đúng rồi, sáu năm ai chép bỏ hết trơn thì thôi mà biết chuyện với lớp. Là sống tới 100 tuổi lận mà chết yểu. 99 tuổi à, chết yểu quá à. 44 tuổi mất với còn 55 nữa cộng lại là 99. Thì đúng rồi. Cũng cái số cặp đó. Tại cái số mạng thôi đi, kệ nó đi, bây giờ nó đi với ông bà vậy chị. Nhưng mà có ngày hôm nó ngay hôm hôm cũng vô tình. Các ông anh chú bác cũng dòng họ xa. Anh cũng kể nói mấy ngày trước nó làm ba nó gặp ba. Nó nói với anh đó nó nói tao gặp ba mày ơi tao em gặp ba em mà ba em của em đi. Nhưng mà em trả lời là em không có đi. Đó là nó gặp trước mấy bữa rồi chắc có cái niềm rồi đó. Là anh Phước là còn có 5 ngày nữa là đám giỗ đó nói chung vậy đi. Rồi nó tâm sự với người đó nó không chà nó tâm sự. Nó nói còn có mấy bữa nữa à đám giỗ ba rồi. Nhưng mà hôm gặp ba. Ta kêu thôi đi mày có đi theo tao mày đi. Trời ơi. Cũng gửi vậy đó. Gì luôn. Nhưng mà ba mập bạp lắm cũng gì kể anh đó kể. Cái này là điềm là cũng nhiều điềm cái điềm lắm á. Anh
cha ba ruột về gặp ba ruột về gặp ba ruột cũng ở nó cũng không đi hai cha con luôn rồi rồi sao một bữa nay cớ sự như vậy xui của em ra đi một người cha thôi người con ở đâu mà dính líu vô luôn thành ra tại em xui của với thằng này nó có mấy gì thì giờ còn không phải chịu thôi chứ đó giống như cái điểm trước hả chị chắc không chịu quá thôi chị ở đâu mà về đây rồi cái ở em làm ở Long An á rồi về đây gặp cha con xảy ra gì ở đây thêm mấy ngày nữa em tính ở ngày mai tại công việc em làm mà nghỉ không được hơi khó em tính làm ngày mai cô cúng rồi xá tang luôn đã chôn rồi xá tang luôn rồi mới đi ra ngoài là tại mình mà làm một ngày mà còn chi phí ăn uống nhà cửa nó trong cuộc sống đi thành phố làm mướn ha làm mướn làm công nhân chị mấy cháu rồi hai cháu rồi rồi ảnh có gì không có về nhưng mà chồng có việc làm chơi không rồi Dạ. Không mình nên làm mà đi ngoài cho mình nên cái chết rồi cũng rồi đem chôn rồi chị em thì đám tiệc thì nhớ về thôi chứ rồi gia đình có nghe nói là có rước linh hồn có hai cha con vô chuyện đó để cho mấy cậu sắp xếp về chưa biết nhà rồi đám mấy cậu sắp xếp ở đây còn cậu mợ đồ lo cũng như đi cha mẹ qua đời chứ còn cậu mợ chú cha chú thường thì ra đi mấy cái vụ này gia đình phải nhờ thầy hay gì đó ở nhà cậu mợ cũng lớn rồi đó cậu mợ sắp xếp về. Thấy cũng tội nghiệp hai cha con mất ở sau hè phải có thầy kêu hôn lên đồ vô nhà mới được chắc để coi coi qua ngày mai đi chôn rồi coi sao rồi coi mới như biết chồng có nói gì nữa thì sao cho hay chắc cũng có thể làm chứ không muốn gần không biết để coi hỏi cậu mợ thôi mình không quyết định được còn cậu mợ đi quay để giúp đỡ mà mỗi lần quay mà gặp một cái gia đình mà chứa hai cái áo quan là thấy xót xa trong lòng một gia đình mà ra đi hai cái lên vậy chuyện qua mà chị gặp như vậy là chắc chị hết biết gì quá ha không biết nhưng mà còn nhớ là điện nhưng mà chạy với giờ cũng phải giờ giờ qua đường điện rồi hoặc cái cây bắp nó đập cái giò mình nó té hai lần rồi vậy lúc rồi đó là có ai là trong nhà tắt chưa cúp chưa chưa người chưa ta không hả? Có tát đã người ta không có tát mới chạy vô tới nhà luôn nè. Dân như là hả lứ vậy đó. Đã mà chạy vô tới nhà luôn mà mình chạy vô tới nhà mình la mà còn nói tắt rồi mà mới trả lời là tắt rồi thì quay em nghe tắt rồi là em mới quay đầu em chở ra chỗ thằng em đó em quay ra thì em thấy thằng em nó tuột cái tay xuống là em nói rồi chết em tôi nữa rồi chặt tàu làm cháo luôn, thì quay ra thấy thằng em nó tuột nó chết em tôi nữa rồi con đĩ mẹ mà có chữ người ta hề có chữ mình có chữ người ta đĩ mẹ nó nghe mình cũng hơi hổn nóng quá thì hổn vậy là lúc đó có chữ đi mẹ luôn ha có không có chữ không thiệt dạ thì có sao nữa gì đâu còn chữ nào nữa đừng ra chữ lý đại vô chữ gì vậy? Lúc mà đem ba con về đó với em con nó con có thấy mặt không dạ thấy thấy không thấy bình thường không con dạ bình thường rồi lúc mà em đi bắt ốc đó con có hay không không lúc đó con mới đi học bố con đi học chưa về nữa chưa về ha mấy ngày trước em không có nói gì không? Không. Không có tâm sự gì với con không? Dạ. Bình thường hai anh em có hay ra ngoài bắt ốc không? Không. Có đi câu cá. Có ra ngoài không? Còn ra ngoài không? Không. Ít ra ngoài. Câu cá là đi biệt nào? Câu cá toàn lên đồng trên không à. Rồi con học lớp mấy rồi? Con học lớp 10. Lớp 10 ha. Dạ. Đi là em không có nói gì hết ha. Đi dạ. Ghe vậy ha. Dạ. Nghe nói là ngày thường con thường đi với em lắm phải không? Dạ. Mà bữa đó con không có đi phải không? Bữa nào? Bữa mà em mất đó là con không có đi chung ha. Con đi với Kháng, con còn đi chơi đó mà chiều giờ nó mất. Còn cái người mà đi chung với em con là ở đâu? Gần nào? Con hay là con đâu có nhà hả? Dạ, lúc đó con đi học, chưa về. Học chưa về ha. Dạ. Rồi hay tin là chạy về ha. Đâu con chưa hay luôn, con về đây con mới biết. Về đây là đem vô nhà chưa hay là con ngoài kia? Con về á, lúc đó về là còn ở ngoài, lúc đó con chạy ra là mới khiên gì tới đó. À, mới khiên về ngay góc xài thôi ha. Dạ. Hai mẹ con ngồi luôn đi. Ừ, ngồi luôn đi thôi. Kéo hả? Hai mẹ con.
Đây là con trai thứ hai đó hả chị? Con trai thứ hai. Bây giờ nó cũng vẫn còn đang học ha? Còn đi học. Rồi bây giờ là mai mốt là mẹ đi làm mướn rồi cho con. Con đi học chứ sao không? Chứ tự nhiên thì nó cho nghỉ nữa lần chừng cũng tội nghiệp nó. Rồi mà em nghe nói là thường là hai anh em nó ưa đi chung lắm phải không? Thường thì hai anh em hòa thuận lắm không? Ngày hôm qua nghe câu chuyện này là sẵn sốt lắm. Nó về nó đập như là bẻ cổ dặn họng vậy. Mẹ sao cho em đi ra động chi? Thằng ai mà cũng gặp cái chằn chẳng đó là thấy nó đứt ruột lắm. Nó dặm dò như là dặm dò không thôi, nói chung là dặm dò không. Nó mẹ ơi sao mẹ cho em đi ra đồng? Rồi cấp đó tôi không làm tin, tôi không nói gì hết thôi. Rồi lúc mà đem con hay tin mà cha với em con bị mất đó, rồi con thấy trong lòng sao? Lòng con nghĩ nhiều. Suy nghĩ nhiều ha. Mốt thì cũng hết thấy em, hết thấy cha luôn. Nhà 4 người mà giờ còn có 2 người à? Dạ, 4 người còn 2 người. Mấy ngày? Anh là tên gì chị? Lê Hữu Phước. Anh nhiêu tuổi vậy chị? 44 tuổi. Dạ. Gia đình mình thì được bao nhiêu đứa con? Hai trai con. Mấy ngày trước là em con không có nói gì với con hết. Không. Không có tâm sự gì hết. Dạ. Nói là hai anh em ngủ chung. Anh em ngủ chung hòa thuận lắm, không có gì chứ. Thương lắm, anh em dễ thương lắm. Ngày thường hai anh em ngủ chung không à? Hai anh em ngủ chung không mà đi xe đạp. Nói chung mà đi xe đạp cũng là đi chung nữa đó. Có hai chiếc xe mà đi chung, chẳng dọn dẳng quẳng là đi chung. Hai anh em thương gì mà bây giờ mất tiền em à? Khóc chịu qua dữ lắm hả chị? Khóc dữ lắm. Nó làm như là không thương biết tả nổi. Không có kiềm chế được nữa ha. Không tả nổi. Nhà được mấy anh em chị? Không. Đây hả? Dạ. Có hai anh em mà. Thằng đó thằng này. Thằng đó 14 tuổi, thằng này 15 tuổi đó. Em nghe nói hôm qua là lúc mà đám giỗ là cái cánh cửa nó mở ra mấy lần đúng không? Ba lần. Cửa nào? Cánh cửa tự anh mở. Không biết, không nghe vô, không nghe. Không nghe cởi. Bà cô với Sâm mới nói hồi nãy. Không nghe, không nghe. Vụ đó không nghe. Cái đó là mình ở trong bếp, mình là vụ đó không biết. Đầu tiên sao mà anh với cháu mà đi ra đó mà để ra đi ngoài đó luôn chị? Cháu trước khi đi ra đó là cháu đi học về, nó nói lột quần áo ra rồi, nó mẹ con đi bắt cua nha. Nó thôi đi con ơi, ở nhà đi, ngồi ăn cơm. Cũng vẫn là chạy đi thì thôi đi cởi con đi chút nó về. Mọi người cũng đi chơi thôi mà. Ai ngờ đâu thằng kia chạy vô. Nói bất kiệt đó, nó bất kiệt thôi, kêu không lên tiếng. Đắp đâu là trong bếp chạy thẳng ra. Nó là không biết gì chân chạy thẳng ra là mình nắm giò con mình. Biết nắm giò, cái nắm giò nó cứng ngắc rồi. Cái giò mình dẫn đến đó, cái giò hai giò cứng ngắc rồi, hai giò nó tê rồi, biết gì đựng giật. Nhảy đi ra, chồng đi ra sau lưng nữa. Chồng nói em ơi, điện đến nghe em. Dặn nói, ổng nói rồi á. Chụp cái cây dây chì. Dây chì là gọi đó, bây giờ nằm vậy đó. Mình đi trước là ai ngờ ổng đi sau là ổng vậy đó. Không nói gì là con nói là em ơi là tôi mới. Cái nhà mình chắc lâu rồi chị? Lâu rồi, mấy năm rồi ha. Vậy là cái câu chuyện là cháu đi ra bắt ốc bắt cua gì ngoài hả chị? Dạ, đi ham vui thôi chứ không phải là ăn uống gì hết á. Như là đi theo bạn bè đi bắt ốc bắt cua chơi đó.
Ngoài đó em gặp dây chì quá trời luôn. Đó, cái đó là thằng nhỏ này nó ác quá ác đi. Để gì đó, không mùa nước không cuốn lại. Vậy là chắc ảnh là chụp cái cọng dây chì lên cái vàng của người ta. Vàng mùa tơ, vàng mùa tơ. Ổng phải chi không tức gì, ổng nói cái câu nói em ơi điện đó mà ổng dẫm và chụp vô. Chắc là ảnh là quýnh quán hay sao? Không biết, không biết sao. Độ chừng ổng chợt dò. Chợt dò là ổng mấy em chụp được cái ông dây chì. Chụp dây chì là chụp điện. Em gặp ông dây chì ghim xuống đất nè, rồi trên vàng gì nữa nè. Anh thấy cái không? Ra gặp phải không? Chắc như vậy không đổ vậy thôi, chứ tôi cũng không biết luôn. Nguyên do làm sao? Dây chì người ta kiền người ta làm vàng đó. Mà nguy hiểm quá ha. Bởi vậy mà nước nôi không hình thành lên mùa nước ta ra giật ra ra cúp điện đi với mạng người của chúng ta mà khi vậy. Vậy là cái hồi lúc cháu đi á, là đi một mình hay với có bạn bè gì? Bạn có hai, nói với bạn đó là hai đứa thôi. Dùng bạn đi đi chung em con từ sáng nữa ra không? Không, không có lại đây. Không có lại đây ha. Không. Nó cũng còn nhỏ hả chị? Hồi sáng nó có lại đây, có lại đây mà nó lại chút về, nó cũng bằng hạnh học cho bằng thằng này nè, lớp 8 nữa, trường riêng. Gọi chạy gì đấy ha? Dạ.